trên kênh nha. Hãy đăng ký kênh cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì đây là một cái mai rất là đẹp. Dáng rất là tuyệt vời. Đang có rất là nhiều búp. Ở đây người ta bày bán rất là nhiều mai. Cho mình thấy cây này rất là tiêu biểu. Quay xem chơi nha. Đây, búp rất là nhiều. Coi rất là già coi. Coi này thì phải vài chục năm rồi. Cực kỳ già luôn. Búp rất là dày búp nha. Hiện tại thì nó chưa nở. Rồi búp non thôi. Ở này vài ngày nữa thì rất là đẹp này. Đây là những cây mai người ta bày bán sát quốc lộ 1A luôn. Xe chạy ra rất là nhiều, xe chạy qua chạy lại liên tục. Cây mai rất là tuyệt vời. Nhỏ mà có cái cành rất đẹp này, người ta uống rất là đẹp ha. Đặc biệt họ búp là rất là dày búp luôn, quá là nhiều, tuyệt vời ha. Bông rất là dày bông. Cây to này bao nhiêu triệu vậy chú? 28 triệu cây này hả? Cây này nở vừa kịp Tết luôn á. Đó. Nó nở vừa kịp Tết luôn đó. Đẹp giá luôn rồi á, tốt rồi đó. Dạ, phải đẹp quá. Bởi vì mấy cây cũng đẹp hết nha. Đây một cây mai rất là to đây. Cái này được mấy chục năm chú? Hả? Cái này được không mấy chục năm? Có 30 năm rồi đó. Hơn 30 ha? Dữ ha. Cái này chú bán bao nhiêu? Hả? Cái này chú bán bao nhiêu? Bán 35 triệu. 35. Cái giữa bao nhiêu? Còn có. À. Lấy tiền nó ngăn vô rồi già lại. À. Đấy, ba cái này. Cây này tự nhiên. À. Còn hai cây này ghép. À. Cây kia tự nhiên, còn cây kia là
biết đâu. Dạ dạ. Mà ta đi biết là bông đẹp lắm. Cái này chú ở giữa ấy. À. Ta đã tự nhiên cũng không làm rồi cũng không có biết. Dạ. À. Chú coi kia góc to gờ ấy, coi kia. Hả? Coi kia theo góc to gờ á, coi nó từ coi tới mấy chục năm đồng, năm chục năm rồi. Dạ. Yeah. Góc ghê quá. Dạ, sợ hơn chứ góc hỉ hồn quá mà. Đúng vậy á. Dạ. Mình lên là quá nó đầu. Dạ. Cái đó chú ghép này làm gì vậy? À, mùa này mà ghép được nè. Thế nè. À. Cái chú ghép mày cúc hay mày gì? À, nhưng mà hình như mấy cúc người ta chuộng hơn mà. Ông đó ông tưng mình chừng nó ra nó bầm bầm nhiều ghép ông làm đẹp rồi nè ông mà ông dọn tập hình rồi đẹp xuống lắm trời. À bóng nó về cánh đi chứ. À, về cánh đi dập lên coi lên lên đấy đẹp lắm. Dạ bóng về cánh á. Rất là đẹp, đây những cây có giá 35 triệu một cây, ba cây đây, đồng giá 35 triệu à. Rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Lâu hơn bông mai thường không anh? Lâu lắm. Lâu nàng hơn không? Dạ em chơi, em chơi tới rằm cái mắt. Dạ. Hay đấy, bông nó rất là lâu tàn. Bông? Cái bông cứ 7-8 ngày nữa tàn. Dạ. Mà làm sao anh chọn được nhiều cây mai cúc hay vậy? Cái dàn rất là toàn mai cúc không á? Đồng từ đầu như ví dụ như cây mai cúc này khi mà có trái thì mình đâu phải mình lấy cái trái nó ra mai cúc đâu. Đâu, lấy trái chứ. Lấy trái nó ra mai cúc không? Ừ. Tại cái giống của nó là em lấy giống á. Là em lấy ví dụ như trước cái mùa mình lật trước. Dạ. Sớm khi mà không có một cái hoa nào mà nở như nó là ông bướm nó không có cái thụ phóng qua nở lai. À. Những cây ví dụ cúc lai là nó nở đồng loạt đó là ví dụ nó thụ phóng cái này qua cái kia là nó lai đi mất. Còn dạ. Cái pin này em phải lấy cho nó nở sớm. Dạ. 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 Rất là khó chứ. Khó chứ. Nhưng mà cây cúc á, ví dụ như trồng 3 năm á là cái cây mai thường là nó lớn sắp trữ cái cây mai cúc. Cúc nó tiền nó cao lý do vậy á. À, nó lâu. Được cái hoa mà trồng nó rất là lâu. Lâu lớn hả? Lâu lớn. Khó lớn lắm. À. Mình chọn được cái mai cúc mà giống như cúc mà có cái củ cái đế đồ là nó có cái dòng đó nó ít đủ cái củ đế như cây mai bình thường.
Thì lý do như vậy là nó dạ cao là giá. Nó cao tiền là lý do vậy. Dạ. Khó chăm. Khó chăm lâu lớn. Khó chọn giống. Còn kia bình thường, ví dụ như bình thường đây chơi bông xong ra hộp thì hái hộp thì cứ dạy thì thường tầm thôi. Còn bữa nay chọn những cái cây mà trồng từ dưới từ nhỏ lên không hiếm, nên không có nữa nhiều. Dạ. Bữa nay toàn bộ ví dụ những cây đây sinh năm giải thành cái cây. Rồi đấy sinh năm ghép vô rồi thành cây cúc chứ gì đâu. Ghép vô ha. À. Còn cái cây đây nó rin. Cái mọc em thấy từ trong còi nó ra là đã cái cây cúc rồi nè. Dạ. Mà những cây rin như vậy giá trị hơn nha, nhiều nhá. Giá trị. Giá trị. Cây mai cúc nhìn thấy hấp dẫn ha. Đẹp. Bông dày. Dạ, thấy em sẽ mất một lít bông rồi nó còn vẫn còn gì. Dạ. Bông rất là nhiều tầng. Nhiều tầng á. Mai cúc nó nhiều lớp. Nhiều lớp chứ không phải như mai thường, nó chỉ có một tầng thôi, một lớp. Nhưng mai thường á là nó nở cao lắm là 3 ngày là hết cỡ hết. Dạ. Là nó bông này rất là bền. Mai thường có giống nha. Cái giống là nó nở cái bông nó đu vô luôn. Dạ. Khi mà nó ra cái hộp là bắt đầu nó mới rớt cái thằng này. Dạ. Hay vậy. Đầu chừng nào nó đâm cái hơn cái hột lên là nó rớt cái ái hoa. Mấy cái đây là bắt đầu nó đã rụng rụng hột này đây nè. Dạ. Bắt đầu có hột á. Bắt đầu rụng hột. Ồ. Đó, nó rụng hột. Hột ba bốn ngày nữa là em thấy nó chân hột á. Dạ. Lên chùm một. Mày cũng nhìn hấp dẫn. Nó hấp dẫn một cái nữa là khi nó đều nha. Là clip nào clip kia clip trước mà không có nào. Dạ. Chúng ta giữ lại là sâu nước vàng rút từ trên xuống dưới là nhìn vàng. Nhìn toàn bông không á? Cái đó là ví dụ dân thành phố, dân Hà Nội rồi chơi vậy. Còn dân định mình nó không có chơi vậy. Nhìn cái mai nó vàng, dân định mình là chơi phải điếm điếm. Lớp lớp đầu lạnh lớp nó lên là đi nó đẹp. Mình đây ví dụ cây giá thế định mình chơi đủ cái lá vừa đớ vừa thế cây vừa hoa. Khi em chơi cây nó phú vàng hết em đâu thấy những cái đẹp của cái mai. Chơi dài ví dụ em nhìn vô là thấy không vàng đồ nó đẹp. Đầy đủ á. Đầy đủ. Định mình cho mai kén lắm. Định mình là mình dưới đàn anh. Kén này. Kén mai lắm. Không mấy anh. Là cái cũng nghĩa có hoa là không nhiều lại được. À, không nhiều được. Không nhiều được. Mình nó nói điếm nửa lần. Đây đến vườn anh dọn nhiều cây mai cúc đẹp ha. Yeah.